Và đây là đài tiếng nói người dân phát thanh từ nơi cách nhà hát Con Sò 15 cây số. Trong đợt này, dân trong ngành đang ra sức truy tìm ba đối tượng dưới đây. 1. Những tâm hồn lạc lối trên con đường chọn ngành hay tự vấn bản thân một câu hỏi muôn thuở. Ô là trời, thế giới này rộng lớn quá, biết đâu mới là chỗ dành cho mình đây. 2. Những tâm hồn thay lòng, chợt nhận ra tình yêu dành cho công việc hiện tại đã phai nhạt. Chúng ta không thuộc về nhau rồi baby à. Quyết định quay xe, trở về điểm xuất phát và bắt đầu lại. Và những tâm hồn bận rộn nhưng đủ rảnh rang để chừa ra 45 phút mỗi tuần để nghe và thử trải nghiệm những ngành nghề mình chưa từng nghĩ tới ở những đất nước mình chưa từng đi tới. Đôi khi mấy bạn có thể yêu máy tính hơn là yêu người yêu của mấy bạn, mình cẩn thận nha. Tóc là nó phải phản ánh thì nó sẽ phải thay đổi. Ba cái yếu tố cần nhất trong việc nấu ăn đó chính là thời gian, nhiệt độ và kiến thức. Bởi vì là khách hàng hay là người phục vụ, người ta cũng đều là con người. Và nhân viên phục vụ thì cũng có một cái sức chịu đựng nhất định. Ai thấy mình giống các đối tượng trên, xin vui lòng dò tìm đài của chúng tôi trên các nền tảng âm thanh để cùng khám phá những góc khuất mà chỉ có dân trong ngành mới biết.